tập 415 nè uống đi ơi ừ, đừng căng thẳng có anh nữa đây rồi mà <laughs> à, thương hào dạ? Nhân mỹ <laughs> anh hào ừ. <laughs> làm hai người sợ hả trời ơi Phỏng quyên à, sao con nghịch ngợm quá làm tụi nó ai cũng sợ hết Ngồi xuống đi, từ từ nói. Ha. Thật ra hôm nay tìm hết mọi người tới đây ăn cơm, chủ yếu nhất là muốn giới thiệu con gái của ba Phẩm Quyên cho hai đứa quen. Sẵn tiện cũng muốn Phẩm Quyên chia sẻ tin mừng của hai đứa. Đợi khi hai đứa kết hôn, trách nhiệm của ba sẽ bớt đi một nửa. Một nửa còn lại đương nhiên là phải chăm sóc cho Phẩm Quyên. Anh Hào, Nhân Mỹ, xin chúc mừng. Lúc trước tôi gạt hai người, nói tôi là bạn gái cũ của anh Hào, thật là ngại quá. Hai người chắc không giận tôi đâu ha. Xin lỗi nha, hôm đó tại vì tôi thấy giận quá, bởi vì ba tôi không giới thiệu tôi cho hai người. Hơn nữa, tôi cũng ganh tị lắm, bởi vì rõ ràng hai người không có quan hệ gì với ba tôi hết, nhưng lại thân đến vậy cho nên tôi mới cố tình trêu chọc hai người đừng nói hai người vì tôi mà cãi nhau nha làm gì có tình cảm của anh và nhân mỹ tốt như vậy kiên cố như vậy sao lại vì mấy chuyện nhỏ như vậy mà làm ảnh hưởng được chứ đúng vậy không vậy thì tốt quá ờ ờ có điều ờ em là con gái của ba nuôi thì cũng là em gái của anh rồi nếu như mà em đồng ý thì sau này kêu anh trai là được rồi kêu anh hào không được hả Ê, không sao hết kêu cái gì cũng được mọi người đều là người một nhà quan trọng nhất là chúng ta phải tương thân tương ái Ê, không được đâu kêu cái gì phải nói rõ từ đầu mất công sau này có hiểu lầm gì đó nhân mỹ tuy là theo gia thế mà nói thì tôi nên gọi cô một tiếng là chị dâu nhưng mà tuổi của tôi lớn hơn cô kêu vậy thì có hơi không ổn cho lắm à, không sao đâu kêu tôi là nhân mỹ được rồi uhm, kêu tôi là chị dâu nghe tôi dạy. à, phải đó phẩm quyền à thật ra thì con cũng không cần phải ganh tỷ với thượng hào đâu bà với nó thân nhau vậy cũng bởi vì bà với nó nương tựa lẫn nhau mà sống ừ. trước đó bà cũng đâu có biết sự tồn tại của con bây giờ cuối cùng chúng ta cũng được đoàn viên hả sau này á bà sẽ ráng bù đắp cho con từ nay về sau mục tiêu lớn nhất của ba là để dành tiền mua của hội môn đợi tới Ủa, môn. ngày con kết hôn thì sẽ gả con đi một cách thật rình rang <laughs> chúng ta mới nhận lại nhau thôi vậy mà ba đã sốt ruột muốn gả con đi rồi hả ừ. kết hôn là một chuyện lớn nhất trong cuộc đời của người con gái mà hey, thật ra lúc nào ba cũng muốn con được vui vẻ cho dù con có lấy chồng hay không lấy chồng con cũng mãi mãi là trách nhiệm quan trọng nhất của đời ba <laughs> thật ra con cũng đã thừa kế được di sản của mẹ bây giờ con có rất nhiều tiền cho nên tính kỹ lại nên là con chăm sóc cho mọi người mới đúng ờ hơn nữa ba hồi nãy con đến nhà để tìm ba thấy ba với anh hào đang sống trong một cái gác mái hơn nữa còn là chung cư cũ phải leo thang bộ nhìn hoàn cảnh xem ra không được tốt lắm hay là con mua một căn nhà mới cho ba ở được không ừ ờ, em muốn chăm sóc cho ba của em cũng là chuyện nên làm thôi nhưng mà còn anh á thì không cần đâu sao lại không cần chứ? bà cũng quen ở chung với anh rồi, nên đương nhiên anh phải đến ở chung luôn. hơn nữa anh sắp kết hôn rồi, chắc anh cũng không muốn sau khi kết hôn bắt nhân mỹ phải sống trong căn nhà cũ đó. À, em mặc kệ. ngày mai em sẽ đi tìm môi giới nhà đất, dẫn mọi người đi xem nhà. tốn bao nhiêu tiền cũng không sao hết. được. quyết định vậy đi. À, phong quyên à. à, thật ra thì ba sống ở nhà nào cũng không sao chúng ta mới nhận lại nhau đã bắt con lo cho ba vậy sẽ bị người ta nói đó vậy trong lòng của ba cũng sẽ thấy ngại lắm ừ phải đó tuy là căn nhà đó hơi nhỏ một chút nhưng mà trong đó tràn đầy hồi ức tốt đẹp của anh và ba nuôi ổ vàng ổ bà cũng không thể nào sánh bằng đâu đó hơn nữa bây giờ anh chỉ dạm hỏi để đặt cọc nhân mỹ trước thôi à mắt công mấy con bướm kia cứ bay qua bay lại xung quanh cô ấy đó nếu nói tới chuyện cho nhân mỹ một gia đình mà có thể khiến cho cô ấy được hài lòng thì đó cũng là trách nhiệm của anh anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa anh đang nói gì vậy rõ ràng bây giờ cũng có thể khiến cho nhân mỹ hạnh phúc tại sao còn bắt cô ấy đợi nhân mỹ cô có muốn ở nhà lớn hơn không thuyết phục anh ấy chung với tôi đi à, thật ra là chỉ cần được sống chung với thượng hào cho dù ở đâu cũng không sao hết nên tôi tôn trọng quyết định của anh ấy nhưng mà à, phải đó phóng quyền con cũng biết rồi à, anh hào của con là một người rất có trách nhiệm cũng rất cố gắng để hoàn thành lời hứa đối với nhân mỹ cũng là cách mà nó thể hiện tình cảm của nó dành cho nhân mỹ tấm lòng tốt của con đã là quà cưới tốt nhất dành cho tụi nó rồi con cứ lấy tiền xài vào những chuyện khác đi có được không phải đó phẩm quyên à, nghe nói là em muốn ở lại đài loan sao vậy thì em phải tìm chỗ ổn định trước đã nếu như mà có vấn đề gì thì ba và anh thượng hào của em cũng có thể xử lý giúp đỡ cho em. Hơn nữa bây giờ công ty của anh cũng đã phát triển rất là tốt rồi. Sau này anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để chăm sóc cho hai người. Được rồi, cũng tại em nóng lòng quá, cũng không nghĩ đến cảm giác của mọi người. Được rồi, không sao không sao hết. Mọi người cũng biết con có ý tốt mà, ha. Mọi người coi, lo nó nói chuyện không đoạn cũng nguội rồi, ha. Mọi người ăn đi, ha. À, được rồi được rồi. À, đây đây à, nhân mỹ nè ờ, ừ, cảm đây. ơn đây đây của con đi cảm ơn chú hả à, ba à. <laughs> món này là món bà thích nhất ê cha sao con biết hay vậy <laughs> ngoài miệng thì nói mình là người một nhà có thật không phóng quyên à nè ăn thử đi đây là dịch quay mà ba thích ăn nhất đó con ăn thử đi nè thật sự rất ngon <cười> hả <cười> Chủ tịch Phương Ở trong canh gà này chúng tôi xét nghiệm ra được một chất kim loại nặng được gọi là thạch tính Tính hả? Tôi nhớ vụ nổi tiếng nhất từng xảy ra vào khoảng thời gian 40-50 của thời kỳ dân quốc Nếu như có người ăn phải thạch tính quá nhiều Phản ứng ban đầu sẽ có triệu chứng giống y như là bị nổi mụn nước Sau này ông ăn gì cũng phải để ý Nếu như tích tụ quá nhiều độc tố thì sau này sẽ bị trúng độc thạch tính mãn tính Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Ông ngoại à, ông đến trung tâm xét nghiệm để làm gì vậy? Có phải liên quan chuyện tiểu ái đem canh gà cho ông ăn không? Ừ. Được rồi, nếu con cũng đã đoán được thì ông ngoại sẽ nói rõ mọi chuyện cho con nghe. Không lẽ tiểu ái muốn hại ông trúng độc mãn tính sao à, chắc không phải tiểu ái đâu hôm qua nếu không phải tại phản ứng của dì dư kia con vừa kỳ lạ vừa khác thường thì ông cũng không nghĩ tới chuyện đem canh gà đó tới đây để xét nghiệm tuy là trước đó tiểu ái cũng từng làm rất nhiều chuyện xấu nhưng mà phản ứng của nó lúc đó chắc là không có liên quan gì tới canh này còn nếu như dư Kỳ muốn hại ba thì càng không ngăn cản ba ăn canh. Bởi vậy nên là nguyệt lý, là nguyệt lý bà ta có khả năng lớn nhất. Là bà gì làm sao? Không phải đâu ông ngoại à. Nói sau đi nữa, lúc trước thì hai người cũng có tình cảm. Sao bà ta lại làm vậy được? Và mục đích làm vậy để làm gì chứ? Con thật sự là không hiểu nổi được rồi được rồi đừng nôn nóng quá ông sẽ không hồ đồ du khống cho người khác đâu cũng phải tìm được chứng cứ trước rồi mới nói cũng may là bây giờ ông cũng đã biết vấn đề nằm ở đâu vậy thì chúng ta sẽ có thể vừa đề phòng vừa điều tra chắc chắn phải điều tra cho ra sự thật nhưng mà bây giờ ông đang lo lắng một chuyện khác nữa ông rất cần con giúp đó ông ngoại à ông cứ nói đi con nhất định sẽ giúp cho ông mà ừ. Ông muốn còn tới bệnh viện tư nhân của tập đoàn Oda để xem thử. Ông đang nghĩ chắc chắn Nguyệt Lý đang giấu dần dần trong đó. Lúc trước ông nghĩ sao cũng không hiểu nổi tại sao cho dù dân dân có làm cái gì, thì Nguyệt Lý cũng bất chấp thị phi trắng đen liều mạng để bảo vệ cho nó. Bây giờ, cuối cùng thì ông cũng đã hiểu được rồi. Có phải là ông ngoại đang nghĩ, nếu như bà dì đã có ý đồ xấu, vậy bà ta tốt với dân dân cũng là vì có mục đích. Thậm chí trong lúc cần thiết Cũng sẽ bắt dân dân làm cô tin Để ép ông ngoại làm theo Có đúng vậy không <laughs> Nói đúng rồi Bởi vậy nên Chắc chắn dân dân phải tiếp nhận Sự chữa trị một cách bình thường Nếu không nó sẽ bị người ta lợi dụng Lợi dụng nó trở thành công cụ Để làm việc xấu đó con Con đã hiểu hết rồi Con nhất định sẽ xử lý ổn thỏa Ông ngoại à Còn ông thì sao đi con với ông ngoại, con với ông ngoại phải chia làm hai đường. Ừ. À, con thì tới bệnh viện, còn ông theo dõi Nguyệt Lý. Cho dù Nguyệt Lý không có dấu dần dần ở đó, à, ông theo dõi Nguyệt Lý chắc chắn cũng sẽ biết dần dần đang được dấu ở đâu. Ừ. Bây giờ ông gửi địa chỉ bệnh viện đó cho con. Được. Tại sao mình Lại ở trong bệnh viện này à... Tôi không cho bất cứ ai Phá hoại hôn chân của tôi Bất cứ ai cũng không được chia rẽ tôi và cái Chi Đi chết đi Chết đi <laughs> đàn bà đi bà ta không có giết chết mình mình đã ở đây ba ngày rồi cảm giác này không giống như cảm giác ở viện điều dưỡng không lẽ có người chích thuốc an thần cho mình con phải hứa với bà gì con ngoan ngoãn nhẫn nại thêm một chút nữa cho bà chút thời gian xử lý đợi sau khi bà và ông dẫn cao thiên hữu đến bên cạnh con bà sẽ sắp xếp cho hai đứa qua nhật ở để con được thực hiện mơ ước sau này ở bình nhật ngày nào cao thiên hữu cũng ở bên cạnh con cùng con chữa trị con thấy có được không mình biết ngay mà bà gì lại gạt mình nữa họ chỉ muốn kéo dài thời gian thôi không sao hết các người không giúp tôi vậy thì tôi tự giải quyết bà xã ừ. bà ngoại nói trợ lý bành rốt cuộc ở phòng nào vậy còn phải hỏi tình cảm của bà ngoại và trợ lý bành đó sâu đậm đến như vậy đương nhiên là ông ấy phải ở phòng vip rồi hơn nữa tình hình sức khỏe của trợ lý bành đó còn liên quan đến hạnh phúc của bà ngoại mình chắc chắn bà ngoại sẽ chữa trị thật tốt cho ông ấy bà xã ừ. em đúng thiệt là cái gì cũng biết hết trơn <laughs> wow. Anh không nhận ra giọng nói của em Có chút gì bất lực sao Em đường đường là tiểu công chúa của nhà Oda đó Lại phải đi đưa canh cho nhân viên Bà ngoại tưởng em Là người giao hàng hả Bây giờ bà ấy chỉ cần gọi một tiếng Tiểu ái Thì em đã biết Em sắp có đơn hàng rồi Phải đi đưa canh Được rồi em đừng có nghĩ như vậy Vậy thì cũng có nghĩa Bà ngoại cũng rất là xem trọng mấy con chó lang thang Nè dù vậy bây giờ hai chúng ta ở nhà Hở một chút là bị chửi Ngược lại chúng ta phải nhân cơ hội này Cố gắng nịnh bợ trợ lý bạn đó Nói không chừng ông ấy mới là người có tiếng nói nhất Ở trong nhà đó Kêu em đi nịnh bợ một nhân viên hả ừ. Em đừng có không tin nha Em có biết ở trên thế giới này á Ngọn gió mạnh nhất Có sức phá hoại nhất Không phải là gió lốc Cũng không phải gió xoáy Mà là Gió đầu giường ừ. Được rồi Bây giờ mình chỉ có thể Xem chó chết như là chó sống Bây giờ mình Mau đem canh gà này đến đó Đút chó ăn đi Được rồi mà Ráng nhịn chút đi Chúng ta phải dỗ dành ông ấy trước Nói không chừng ông ấy mới là bước đệm để chúng ta vào trong tập đoàn Oda Hả? Mau đi thôi Chị Chị Sao hai người lỡ đi Người đâu Tôi bắt người đi nè. Chị đừng hòng chạy thoát Lần này tôi nhất định phải bắt được chị Để đi lãnh thưởng với ông ngoại Phải Nhất định sẽ kiếm được một mớ <laughs> Oh, tôi còn đang nghĩ chị trốn ở đâu mà kỹ vậy thì ra là bà ngoại đã giấu chị lại bà xã không cần phải nhiều lời nữa mau gọi điện kêu ông ngoại qua đây mau oh, lên được không được gọi tôi phải gọi cho ông ngoại ai kêu chị lần trước muốn mượn tay của tôi hại người luôn tôi cũng suýt chút bị chị hại chết luôn buông ra không được gọi buông ra <laughs> Tiểu ái à Hả Chị cầu xin em Tại bà gì thấy chị tội nghiệp quá Nên mới sắp xếp cho chị ở đây tịnh dưỡng Đó là gì người ở viện điều dưỡng ai cũng ngược đãi chị Nên chị mới nghĩ ra cách để trốn ra ngoài ừ, Vậy sao Vậy thì tại sao bà ngoại lại không đưa chị tới chỗ cô ngoại chứ Vì ông ngoại chỉ tin lời của người ở viện điều dưỡng Tin chị là một người bị điên Nhưng mà em xem Nhìn chị bình thường lắm chị có chỗ nào giống như người điên hả hả bà gì cũng hiểu rõ hoàn cảnh của chị nên bà gì định trở về thuyết phục ông ngoại trước kêu ông đừng tin lời của người ở đó đợi sau khi bà ấy thuyết phục ông ngoại xong thì sẽ đưa chị trở về nếu như hai người phá hoại nỗi khổ tâm của bà gì có lẽ bà gì sẽ giận lắm đó ừ. bà xã những lời cô ta mới nói cũng không có nịnh bờ phải đó không chỉ không nịnh bợ mà còn có lý nữa. nè, nhìn chị ta cũng bình thường lắm. phải đó. nếu như những lời cô ta nói là sự thật thì người đi cáo mật như chúng ta chắc chắn sẽ bị bà ngoại chửi cho một trận nữa. những lời chị nói đều là sự thật. tiểu ái, làm ơn cho chị một cơ hội đi được không? chị đảm bảo sau này chị nhất định sẽ yêu thương người em họ như em. chị nói thì dễ nghe lắm. Ai mà biết những lời chị nói là thật hay giả chứ Ê, Hay là mình hỏi bà ngoại đi Em không có hỏi đâu Lần nào bà ngoại nhìn thấy em Thì lúc nào cũng nổi nóng hết Em không dám đâu à, Hay là mình thử hỏi trợ lý Bành đi Chúng ta thử hỏi xem ông ấy có lỡ miệng nói ra hay là không Lúc đó sẽ có thể đổ hết tất cả trách nhiệm cho ông ấy Ý kiến này hay lắm Tới lúc đó chắc chắn bà ngoại sẽ không nỡ trách tội trợ lý Bành Hai chúng ta không cần đắc tội với hai bên hạ cánh an toàn ừ cứ vậy đi cô cô, cô 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 chích cái gì cho chúng tôi vậy thuốc an thần liều mạnh đó người ta nói ngủ không đủ giấc iq sẽ bị giảm tôi thấy hai người cũng đã ngu ngốc lắm rồi cho nên mới tốt bụng cho hai người ở đây ngủ một giấc cho thật khỏe uống công uống công chúng tôi còn tin cô cô là Ê! cứu à... À... dựa vào ai khiêu của hai người mà còn muốn đấu với tôi đợi kiếp sau đi Là im đi Tử tưởng Chị ở đây nhất định không an toàn đâu Mau đi theo em Được Chị lấy hộ chiếu giả thôi mà có cần chạy xa vậy không Hôm nay trời lạnh lắm Còn hẹn ở núi Bích Sơn Nham nữa Chính vì cái chúng ta lấy là hộ chiếu giả Không lẽ con muốn ở trước mặt nhiều người Quang Minh Chính Đại Làm chuyện phạm pháp hay sao Đương nhiên là càng bí ẩn thì càng tốt cũng đã sắp tới giờ rồi đó chúng ta phải nhanh lên đi nếu không á thì mẹ chỉ sợ là kế hoạch đưa dân dân qua nhật vào chiều nay sẽ bị thay đổi mẹ chúng ta cũng lạy xong rồi cũng cầu xin thần linh phù hộ rồi mẹ cũng đừng lo lắng nữa phải đó cả nhà mình ai cũng hiền lành lương thiện chắc chắn thần linh sẽ phù hộ ừ. nhưng mà trong lòng mẹ vẫn thấy bất an lắm mắt của mẹ thì giật liên tục mẹ cứ cảm thấy không yên tâm mắt của mẹ bị giật có lẽ là do vấn đề về gan mẹ dạo này mẹ mệt quá rồi phải đó nghe lời bác sĩ là đúng hết ờ à, nhưng em chỉ là bác sĩ thú y thôi ờ à, thú y cũng là bác sĩ cũng như vậy thôi <laughs> mẹ bây giờ có phải mẹ thấy trên tay mẹ thiếu thứ gì không không sao đâu lát nữa ba chúng con sẽ mua một cái dòng ngọc mới ừ. cho mẹ không cần đâu không cần phí tiền có lẽ đúng thật là dạo này mẹ mệt quá thôi Mẹ Con thấy Mẹ không nợ thấy nhân Mỹ tốn tiền thôi Cũng tại chị ấy giận quá trớn Mới hại mẹ bị bể chiếc vòng Chị ấy mua cho mẹ cái mới thì mẹ cứ nhận đi Đó là tấm lòng hiếu thảo Còn nếu như mẹ không lấy Vậy thì mẹ cho con đi <laughs> Em còn dám nói cho em nữa hả Cũng tại em chơi trò sư tử gì đó cho nên mới làm bể chiếc vòng Vậy mà Còn dám muốn chị mua vòng cho em đeo Mẹ Mắt của mẹ lại bị giật nữa hả Hay là chúng ta đi xin xăm được không Chùa này linh nghiệm lắm đó Con tin chắc nếu như chúng ta có vấn đề gì Thì thần linh cũng sẽ hiển thị cho chúng ta biết Lúc trước hãy mẹ con gặp phải khó khăn Thì cũng đến đây đi xin xăm Lần nào thần linh cũng chỉ thị đúng hết Phải đó Nếu thấp nhang xong rồi Thì mình xin xăm luôn đi Con cũng muốn hỏi thần linh thử xem Có cách nào có thể quá giải được Sự xung đột giữa ba chồng con và chính nhạc hay không Phải đó mẹ tụi con đi xin xăm chung với mẹ được không hả, ờ, Của em là xăm hạ hạ Của em cũng là xăm hạ hạ Sao lại như vậy Cái của chị là xăm trung cát Cái của em chị xem Năm ngoái chuyện gì cũng như ý Giận xui sẽ đến trong năm nay Thấp hương khấn giái các thần Phật Nếu không hối tiếc cũng không kịp Chính xác thật đó lúc mà em và chính hạn kết hôn cái gì cũng tốt nhưng trên đó có viết năm nay sẽ liên tục xảy ra chuyện không tốt chỉ có thể khấn giái thần phật thôi lúc trước mẹ em với bạn bà ấy cũng có xin được quẻ xăm giống vậy lúc đó em vẫn còn nhớ hình như người giải xăm ở trong chùa cũng có nói là sẽ gặp xung đột trong chuyện hôn nhân nhưng mà chỉ cần chị vẫn giữ được sự bình tĩnh thành tâm hướng thiện đừng bị dao động vậy sẽ có thể vượt qua nguy cơ cho nên xâm hạ hạ này Nói một cách khác cũng có thể bảo vệ được sự bình an ừ, à, Vậy còn tờ này Hỷ thước đến nhà báo tin vui Làng quân như ý quay trở về Theo thùa kết lại đai quyên ương Lá trụng sương bay Hàng sắc chiếm Chị muốn hỏi gì à, Đương nhiên là muốn hỏi Tình cảm của chị và Thượng Hào có thuận lợi hay không Sao vậy Không lẽ không tốt hả Ý của quẻ xăm này nói Tin mừng của chị và Triệu Thượng Hào Đã quyết định xong hết rồi Nhưng mà vẫn gặp phải một chút trở ngại Lan quân như ý quay trở về Trở về tức là Còn chưa đến Chị thì ở trong nhà Đợi kết liên lý với anh ấy Nhưng mà ở ngoài lại lá rụng sương bay Rất là thê lương Nhưng mà cái này cũng có thời hạn Đợi qua hết mùa thu mùa đông Thì sẽ xuân ấm qua nở Mấy tháng nữa chị đến đây hỏi lại Em nghĩ tới lúc đó Có lẽ tình hình cũng đã khác rồi Vậy còn của em Em xin được quẻ xăm gì Em muốn hỏi gì Em muốn hỏi tình hình hôn nhân của em và thiên hữu Tiếp theo sẽ ra sao Điện tích của tờ này Sao lại là Lưu Quyền Đức ở rễ Tôn Quyền Muội Thiên Hữu đâu có ở rễ Em cũng không biết phải nói sao nữa Cũng có thể là có liên quan đến một người nào đang ở rễ Bởi vì nếu như chị xin xăm Thần Linh sẽ không tùy tiện cho chị một quẻ xăm đâu gian nan nguy hiểm đang dây quanh Chim nam cô đơn về tổ bắc Hôm nay quý nhân từng quen biết Tương phùng trong khoảng hạ và thu Chị không hiểu cho lắm đây là ý gì hả ý của nó tức là em và thiên hữu tiếp theo đây sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại thậm chí còn phải chia cách hai nơi cho dù gặp lại cũng chưa chắc sẽ nhận ra hơn nữa bây giờ mới mùa xuân phải đợi tới mùa hạ hay là tới mùa thu mới có thể có cơ may vậy thì có khi nào là thiên hữu sắp ra nước ngoài để mở rộng sự nghiệp cho nên hai đứa mới chia cách hai nơi nếu là như vậy thì chứng tỏ sự nghiệp của hai đứa phát triển rất là tốt ừ vậy đó cũng là chuyện tốt mà ừ nói cũng phải lúc trước mẹ em từng nói xin xăm là vì thần linh muốn nhắc nhở chúng ta chú ý hướng đi của mình chỉ cần mình ra ra vào vào làm việc cẩn thận một chút tích thiện tích đức thì sẽ không gặp chuyện bất hạnh gì đâu ừ mẹ Xăm của mẹ cũng không tốt hả? À, trung bình thôi. Thần Linh có nhắc nhở là được rồi. Nhang cũng cháy gần hết rồi. Tụi con mau đi đốt giấy tiền đi. Mẹ dọn dẹp đồ cúng. Ừ, dạ. Dạ. Đi. Ừ. Chúng ta phải làm nhanh lên. Lát nữa còn phải cùng Vũ Phi đi đăng ký. Thiên hữu còn chưa gọi điện đến để hối mà. Không cần phải gấp đâu. Để em gọi điện hỏi Thiên hữu sắp đến chưa? Ừ. ngày trước phu quân kết quán thù ngày nay tương phùng thành ác duyên cố gắng tụng thêm nhiều kinh văn thỉnh cầu bình an bảo thiền quyên hình như đang nói về ân quán lúc trước của nhà mình còn chưa kết thúc hơn nữa còn xảy ra chuyện tồi tệ hơn nữa chỉ sợ luôn người trong nhà cũng sẽ gặp chuyện không biết lại sắp xảy ra chuyện bất hạnh gì nữa đây <laughs> đúng là đứa em họ mà chị thương nhất trong số mấy người đó chỉ có em là thật lòng tốt với chị thôi hmm. ngon quá đi không ăn cũng không biết là mình đang đói bụng chị thấy đói thì cũng bình thường mà thôi chị đã hôn mê ba ngày rồi chỉ nhờ vào truyền dịch để duy trì á làm sao có thể đủ chứ <laughs> <laughs> nè chị ăn từ từ thôi Vậy không tốt cho tiêu hóa đâu đó Chị Hộ Xin lỗi Em chỉ vì muốn bảo đảm hơn thôi Mất không lát nữa chị lại chạy thoát nữa Tình hình của chị bây giờ Chắc chắn phải đưa đi chữa trị thôi Như vậy mới thực sự tốt cho chị Đúng rồi Hồi nãy xem lại nói với chị Nếu như còn tiếp tục ở lại đó nữa Thì chị sẽ gặp nguy hiểm hả Bà gì dám hạ độc ông ngoại hả Có thật không đó Tuy là không có chứng cứ trực tiếp Nhưng bà ấy bị tình nghi lớn nhất Sao lại như vậy được nếu như bà gì thật sự hạ độc ông ngoại thì có ích gì cho bà ấy em với ông ngoại cũng không hiểu nổi nhưng mà chị họ à thật sự là chị không thể tin tưởng trang nguyệt lý được chị phải tin tưởng em bà ấy chắc chắn không phải người tốt đâu từ lần đầu tiên chị gặp bà ấy thì bà ấy đã rất tốt với chị còn hay nghĩ cách cứu chị ra ngoài nữa chị thử nghĩ xem đi Chị là cháu gái của ông ngoại Ngay cả ông ngoại mà bảy cũng hạ độc Sao lại có thể thật lòng với chị được chứ Huống hồ chi Chị cũng không phải là người thân của bảy Có đúng vậy không Em và ông ngoại đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại Chỉ nghĩ ra một khả năng thôi Là trang nguyệt lý nịnh bợ chị như vậy Mục đích thực sự Là muốn xem chị là con tin Trong lúc cần thiết nhất Dùng để uy hiếp ông ngoại Thì ra là như vậy suýt chút chị bị bãi gạt rồi Thậm chí còn suýt chút hại người thân của mình Tóm lại mà nói Bây giờ chuyện quan trọng nhất là Phải cứu chị ra đây trước Tránh chuyện chị lại bị bãi lựa dụng Hơn nữa Chị về nhà của mình ở Cũng an toàn hơn nhiều mà Tiếp theo thì sao Tiếp theo thì phải tiếp tục điều tra Đợi bản thân Trang Nguyệt Lý Lộ ra mặt thực Nhưng mà Sau khi ăn no Thì mình đi đâu nữa Bây giờ chúng ta hãy đi gặp ông ngoại trước Ông ấy rất lo cho chị nhưng chị từ từ ăn đi lát nữa em sẽ gọi điện cho ông ngoại xem là ông ấy đang ở đâu mới dẫn chị đi tìm ông ngoại <laughs> sao vậy bộ chị bị đau bụng hả chắc hồi nãy chị ăn nhanh quá thôi nên dạ dày cảm thấy hơi khó chịu em ở đây đợi chị chị muốn đi toilet một chút Alo, ông ngoại Tử tường à, con đã tìm được dân dân chưa Ông ngoại à, con đã đón dân dân ra đây rồi Đang cho chị ấy ăn bít tết Chị ấy cũng chịu tin Trang Nguyệt Lý không phải là người tốt rồi Và chị ấy cũng biết Trang Nguyệt Lý muốn hạ độc ông rồi à, Con làm tốt lắm, tốt lắm con à Là tại con không cẩn thận thả chị ấy đi Con chỉ cố hết sức để bù đắp lại thôi Ông ngoại à, ông đang ở đâu vậy chứ Bây giờ ông đang đi theo dõi đám người của Trang Nguyệt Lý tới Bích Sơn Nham Bích Sơn Nham hả? Họ chạy đến đó để làm gì chứ? Hình như là họ muốn tới đây để gặp một người nào đó Nên bây giờ có lẽ nhất thời ông không thể nào rời khỏi đây được Con nhớ là phải sắp xếp ổn thỏa cho dân dân biết chưa? Dạ con biết rồi thưa ông Con sẽ dẫn dân dân trở về viện điều dưỡng Giao cho viện trưởng Trương tử tượng Ổn công chỉ tin tưởng em như vậy thì ra những lời hồi nãy em nói chỉ toàn là gạt chị. Ờ, dạ được rồi. Con và ông nhớ giữ liên lạc nha. À, à được rồi. đột phán bụi. <laughs> chị Hổ Chị nghe em nói đó Ổn công chị tin tưởng em như vậy Kết quả em lại là tay sai của ông ngoại Đến đây để bắt chị gạt chị Thật là đáng ghét <laughs> Chị Hổ à Em không gạt chị đâu Chị đã hiểu lầm rồi đó Bà gì gạt chị Ông ngoại gạt chị Ngay cả em mà cũng gạt chị Trên thế giới này Đã không còn ai thật lòng với chị nữa rồi Chị Hổ à Em đám lừa gạt này bây giờ đều ở bích sơn nham các người đợi đó tôi đi tính sổ với các người cảm ơn nghe tôi đi trước đây bây giờ cũng đã lấy được hộ chiếu giả rồi chiều nay sẽ có thể đưa dân dân qua bên nhật vậy thì phương sùng phát từ nay về sau cũng đừng hòng xen vào chuyện của dân dân được nữa có thật là tôi không thể xen vào chuyện của dân dân được nữa hay không Ba. sao ông lại theo dõi chúng tôi <laughs> luôn tôi bà cũng dám hạ độc tôi cũng không cần tìm hiểu nguyên nhân hay sao nguyệt lý à tại sao bà lại muốn lấy mạng của tôi vậy tôi nghĩ hoài cũng không hiểu đó ông đang muốn nói bậy bà cái gì vậy ai muốn bỏ độc hại ông ai muốn lấy mạng của ông Bà không cần phải giả bộ nữa, dạo này bà hãy kêu tiểu ái đem canh gà tới cho tôi uống Không ngờ bà lại bỏ độc vào trong canh đó Trong lòng bà nghĩ, nếu tôi không phát hiện ra mà chết đi như vậy là tốt nhất Nhưng lỡ tôi phát hiện ra thì bà sẽ bắt tiểu ái làm kẻ chết thai cho bà Phải gánh chịu tội danh mưu sát dùm cho bà Ông đừng có ở đó bị chuyện nữa được không? Thật đúng là làm ơn mắc quán mà việc kia Ba biết là con vẫn còn lương tâm Có phải bởi vì con phát hiện ra mẹ con bỏ thêm gia vị vào trong canh Nên con mới ngăn cản không cho ba uống hay không Mới cố ý làm đổ hết canh đó Việc kia Con nói đi chứ Ba biết là tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới con Chỉ cần con nói thật hết là được rồi con xin lỗi Con thực sự không thể nào mở to mắt nhìn ba uống hết chén canh gà đó được Được rồi, con không cần phải quỷ. Ba cũng đâu có trách con Trong lòng ba biết rõ tất cả mọi chuyện đều do mẹ con tính kế Con bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử Bắt con phải sống với một người mẹ như vậy Thật ra cũng khổ cho con lắm được rồi con đừng quỳ nữa <laughs> chuyện này con đừng xen vào nữa bây giờ ba phải từ từ tính xấu với mẹ của con đưa hộ chiếu đây quyển sổ đó chắc chắn là hộ chiếu giả của dân dân tại sao bà lại nở ra tay hạ độc tôi còn muốn dẫn dân dân đi nữa tôi chỉ muốn dân dân đi qua nhật để điều trị thôi mà bà muốn gạt ai ừ. oda takumi còn điều trị ở đài loan tại sao bà lại đưa dân dân qua nhật để điều trị làm sao mà giống được hả oda takumi cứu hết nổi rồi nó đã trở thành một thằng ngốc luôn rồi cho nên nó cần phải chữa trị bằng điện còn phải cách ly nữa Nhưng còn dân dân thì lại khác Nó chỉ nhất thời gặp phải cú sốc lớn Cái nó cần là sự quan tâm Và bầu bạn Cũng tại ông hết Còn người ông không nói lý lẽ Còn không cho tôi đi gặp dân dân Cho nên tôi mới phải dùng đến cách này Để bảo vệ cho dân dân Bà không cần ở đây nói dễ nghèo qua Dân dân được cứu từ quỷ môn quan về Người thì đã trở về Nhưng trái tim của nó thì đã bị bà chiều hư rồi thật sự tôi đang rất hối hận vì khoảng thời gian ở mỹ tôi đã cho bà ở chung với nó phương sùng phát con người của ông là vậy đó lúc mà lợi dụng được tôi thì cứ lợi dụng cho đã bây giờ ông không cần tôi nữa thì muốn một chân đá tôi qua một bên tôi có nói sai không lúc đầu tôi có dẫn bác sĩ đến điều trị cho dân dân lúc đó ông hết lòng tôn kính tôi còn suốt ngày kêu tôi đến bệnh viện để thăm dân dân nữa bây giờ thì sao Ông nói ông hối hận Vì đã cho dân dân quen biết tôi Bởi vì Phương sùng phát ông Trước giờ luôn là một người qua cầu rút chán Vô tình vô nghĩa Cho nên bà mới hạ độc thủ với tôi Còn muốn lén lút dẫn dân dân đi nữa Tóm lại bây giờ tôi cũng không muốn cãi nhau với bà Vì chuyện này nữa Nói nhiều cỡ nào cũng vô dụng mà thôi Có chuyện gì thì dẫn nhau lên trước mặt của tranh án nói cho rõ ràng Bà phải biết là dân dân là cháu gái của tôi Bà không thể nào dẫn nó đi được Nếu bà mà dám xài hộ chiếu giả dạ đó Bà cứ thử mà coi Tôi cũng đã nói hết lời rồi Những chuyện khác Chúng ta ra tòa rồi nói tiếp Phương Sùng Phát Ông không chịu thả tự do cho dân dân phải không Tôi cho bà biết Tử tường nó cũng đã cứu dân dân ra khỏi bệnh viện tư nhân của bà rồi Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ xin tòa không cho bà tới gần dân dân Bà mãi mãi cũng đừng hòng gặp lại dân dân một lần nào nữa Con nghe rõ không Ông không có tư cách mà làm như vậy Tôi không có tư cách hả Tôi mới đúng là người thân nhất của dân dân Sao tôi lại không có tư cách chứ Bà mới không có tư cách đó Tôi mới chính là bà ngoại ruột của dân dân Nó vốn không phải là cháu của ông Thật ra dân dân mới là tiểu ái của chúng tôi Là con gái mà Dư và Kenji sinh ra giờ bà muốn dẫn dần dần đi tới nỗi điên thật luôn rồi có phải hay không <laughs> ông không tin hả vậy đơn giản thôi kêu dưa kia xét nghiệm đi anh đây với dân dân đi vậy ông sẽ tin ngay dưa kia à, suốt cuộc chuyện này là sao không lẽ những lời mà mẹ con nói đều là thật hả tốt lắm Quả nhiên ở đây hết Dư kỳ Con nói đi Tại sao dân dân lại là con gái của con Tại sao dân dân lại biến thành tiểu ái Dư kỳ à con hãy nói đi chứ Rốt cuộc chuyện này là sao vậy Sao bà nghe không hiểu cái gì hết vậy Phương Sùng Phát Đừng có hỏi nó nữa Nó cũng mới biết mấy bữa trước thôi Ông cũng không ngờ phải không Lúc mà con dâu của ông sắp sinh Tôi cũng đã sắp xếp Dư Kỳ trở về Đài Loan để chờ sinh Tôi còn sắp xếp cho tụi nó ở chung một bệnh viện Cho nên đứa con gái mà Phương Giang Hiền <laughs> sinh ra <laughs> Mới chính là tiểu ái của nhà tôi đó Ông nằm mơ cũng không ngờ phải không <laughs> Con trai của ông nuôi tiểu ái của tôi vừa ngoan vừa đẹp tứ như vậy kết quả nó lại là con gái của dư kỳ sinh ra nó bị tráo đổi từ lâu tại sao lại như vậy tại sao lúc đó mà vô duyên vô cớ tráo đổi con gái của văn hiền với lại dư kỳ chứ à, tại sao rốt cuộc là vì sao là bởi vì tôi muốn trả thù ông Chính ông đã bỏ rơi tôi Ông không chịu cho tôi danh phận Còn hại dư kỳ mãi mãi chỉ có thể làm con gái riêng của ông Ông không chịu chấp nhận mẹ con tôi Tôi chỉ đành rơi khỏi Đài Loan Lúc đó khó lắm Tôi mới bám víu được lão chủ tịch của tập đoàn Oda Ai mà ngờ Ông ấy đã vô sinh Chỉ còn lại đứa con trai Oda Takumi Hại tôi luôn cơ hội muốn sinh một đứa để thừa kế cũng không được Ông có biết là Tôi ở bên Nhật Đã phải chịu bao nhiêu khổ sở Bao nhiêu sỉ nhục không tất cả đều là vì sự tuyệt tình của ông nên tôi mới bị như vậy đúng thật là tôi không có cho bà <laughs> danh phận nhưng mà tôi có cho bà tiền cũng đủ để cho bà có một cuộc sống tốt lúc đó ông cho tôi tiền cũng chỉ vì muốn bịt miệng của tôi lại thôi tại sao phương văn linh và phương văn hiền lại nhận được sự giáo dục tốt như vậy thậm chí còn trở thành người thừa kế của ông còn con gái của tôi thì sao <laughs> Con gái của tôi chỉ có thể sống cuộc sống như bây giờ. Cũng cùng là anh em, sao lại có sự khác biệt lớn tới như vậy? Con gái của tôi luôn cơ hội để nhận tổ quy tông cũng không có. Tôi không muốn con gái của tôi chịu ấm ức như vậy. Còn tôi khó khăn lắm mới có thể lấy lão chủ tịch của tập đoàn Oda, con gái của tôi mới có thể chia được một chút gia tài. Tất cả mọi chuyện đều do một mình ông gây ra hết đó, ông làm cho tôi phải đau khổ. Nếu tất cả đều là lỗi của tôi thì bà cứ nhắm vào tôi Tại sao bà lại ra tay với dân dân Bởi vì tôi rất muốn thấy bộ dạng lúc ông bị trả thù Tôi muốn ông phải đau khổ mà Cho nên tôi mua chuột người đỡ đẻ trao đổi hai đứa nhỏ Kết quả đúng thật là dân dân có biểu hiện rất tốt nếu đem so với Trương Tử Tường, Trương Tử Đình Thậm chí là Dương Nhất Long cũng không bằng nó Thú vị phải không Lẽ ra tôi còn đang nghĩ Đợi sau khi dân dân tiếp quản tập đoàn Wonder của ông Thì sẽ cho nó về nhận lại ông Phương sùng phát Ông không chịu chấp nhận tôi và con gái tôi Nhưng lại hết lòng dung đắp cho cháu gái của tôi Bây giờ cảm thấy sao hả Ông có đau khổ không Người đàn bà điên này bụng dạ thật là ác độc Luôn cháu gái của bà Bà cũng có thể xem như một con cờ Dư kia Mấy chuyện này con đều biết hết hả <laughs> Người đàn bà điên này bụng dạ thật là ác độc Luôn cháu gái của bà mà cũng có thể xem như một con cờ <laughs> Người đàn bà ác độc này tôi phải bắt bà tới sở cảnh sát tôi phải giặt trần tội ác của bà ủa nhân dân cô cô đại lực hai người có nhìn thấy thiên hữu không chúng tôi cũng đang muốn hỏi cô đây Tên sao phương nhân dân cô dẫn tôi tới đây làm gì chứ nếu chúng ta đã không thể làm được vợ chồng ở trên thế giới này vậy thì chúng ta sẽ thiên trường địa cửu ở một thế giới khác